Ngày nay, có những người đang ở trong tình trạng đáng tiếc là không thể phân biệt được lẽ thật. Vậy nên Đức Chúa Giêsu đã ban trái. Nhờ đó chúng ta có thể phân biệt chính xác giữa tiên tri giả với người dân của lẽ thật. Hãy cùng xem lời trong tin lành Matthew chương 7 câu 13. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thí. Khi Đức Chúa Giêsu phân biệt lẽ thật và giả dạ dối, Ngài đã ví với cửa hẹp và cửa rộng. Hãy xem tiếp câu 15. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang nốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé, các người nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng ta không thể phân biệt rõ ai là tiên tri giả. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về đặc trưng hầu cho có thể nhận biết họ. Đức Chúa Giêsu đã phán đặc trưng ấy là nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, thế cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Thế cây nào chẳng xanh trái tốt, thì phải đốn mà chụp đi. Ấy vậy, các người nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng ta phải có khả năng phân biệt một cách rõ ràng thông qua trái của họ. Hãy xem tiếp câu 21. Chẳng phải hết những kẻ nói cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa Thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta Ở trên trời mà thôi Chẳng phải những người hầu cho chúng ta Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Là các đấng tiên tri thật hay sao Xong những người ngăn cản chúng ta Làm theo ý muốn đó Thì đều là tiên tri giả Vậy chúng ta hãy xem trái của họ là gì Câu 22 Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian đắt, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Trái thờ phượng Chủ Nhật ra từ đâu? Đó là ngày thờ lệ thần mặt trời. Và còn có lễ giáng sinh ngày 25 tháng 12 hàng năm là sinh nhật thần Mặt Trời nữa. Toàn bộ đều thể hiện sự thờ lệ thần Mặt Trời. Liệu chúng ta có thể nhận sự ký rỗi nhờ trái được gọi là thờ Phượng Chủ Nhật không? Liệu chúng ta có thể nhận sự ký rỗi nhờ trái lễ giáng sinh không? Khi biết hết nguồn gốc của thờ Phượng Chủ Nhật, nguồn gốc của lễ giáng sinh, chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn sự thật rằng lẽ thật mà chúng ta đang tin và thực tiễn theo là đúng đắn. Vì trái của lẽ thật chắc chắn là trái của sự cứu rỗi, nên với tư cách là người giúp việc của giáo ước mới, chúng ta không được ngừng bước cho đến khi đi vào nước thiên đàng vĩnh cửu. Kiểu...